với quy trình mỗi kho trên phần mềm của VNShop thì mình sẽ có các bước thực hiện như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ quản lý được các kho của một trung tâm, nó sẽ bao gồm các kho tổng và các kho chi nhánh. Tiếp theo, chúng ta sẽ quản lý được các nhà cung cấp đã ký kết hợp đồng với lại trung tâm của mình. Thì từ đó mình sẽ quản lý được các cái loại hợp phẩm mình đã liên kết với các cái nhà cung cấp ở trên. Rồi tiếp theo, chúng ta sẽ quản lý được các cái hợp phẩm chi tiết cho các cái loại mà chúng ta đã phân loại ra, để khi mà chúng ta cấp phát thì sẽ dễ dàng hơn. Từ đó chúng ta sẽ phân loại được các hợp phẩm theo kho, và mỗi kho sẽ quản lý được bao nhiêu hợp phẩm để quản lý được cái số lượng tồn kho của mỗi kho của mình. Rồi từ đó chúng ta sẽ quản lý được việc cấp phát các trang thiết bị cho học viên của trung tâm của mình. Và phần cuối cùng, chúng ta sẽ quản lý được việc xuất nhập tồn của các kho của trung tâm. Để các anh chị hiểu rõ hơn được về cái quy trình hệ thống xử lý như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ đi lên phần mềm các anh chị nhé. Rồi, chúng ta sẽ quản lý về phần kho thiết bị ở trên này. Đầu tiên chúng ta sẽ có được thứ nhất là các kho của trung tâm của mình. Rồi từ đó chúng ta sẽ quản lý được các cái thiết bị theo kho, cũng như là quản lý được các nhà cung cấp của mỗi kho của mình. Thì như lúc nãy mình vừa chia sẻ thì nó sẽ thể hiện ở trên trên này, và các cái báo cáo liên quan đến việc tồn kho của mình. Rồi, đầu tiên chúng ta phải thiết lập và tạo mới các kho của trung tâm của mình. Thì ở đây chúng tôi có tạo mới là các cái kho, thì mình sẽ định nghĩa ở đâu là kho trung tâm và ở đâu là kho chi nhánh. Ở trung tâm thì chúng ta sẽ được quyền cấp phát hoặc là xuất nhập cho các kho chi nhánh ở trên này. Dựa theo đó chúng ta sẽ quản lý được các cái học phẩm của kho mình có được những cái thiết bị nào. Thì ví dụ như ở đây chúng tôi có khai báo một số cái dữ liệu ở trên này, để từ đó chúng ta sẽ quản lý được cái số lượng trong kho, giá nhập như thế nào để chúng ta quản lý thuận tiện cho việc cấp phát. Từ đó chúng ta cũng sẽ quản lý được việc nhập học phẩm như thế nào, hay là mình xuất học phẩm ra sao, xuất cho những cái kho nào, thì chúng ta sẽ quản lý thêm ở phần này các anh chị nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi thêm một cái quy trình cấp phát thiết bị cho thông tin của khách hàng. Thì chúng ta sẽ tìm thông tin của một khách hàng ha. Rồi, để cấp phát thông tin chúng ta sẽ vào phần thu tiền. Rồi, ở đây nó sẽ có một cái chức năng là mua học phẩm, thì chúng ta sẽ thao tác cái chức năng này. Rồi, ở đây tiếp tục chúng ta sẽ chọn kho học phẩm để có thể cung cấp được, ví dụ như mình chọn kho tổng ha. Rồi, thì từ đây nó sẽ lót ra tất cả các học phẩm theo kho tổng này. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn ha, ví dụ như là mình mua piano. Thì ở đây sẽ lót ra các cái thiết bị của cái loại học phẩm là piano, thì bây giờ mình sẽ chọn ha, ví dụ như là piano. Rồi, sau đó hệ thống nó sẽ lót ra cái loại học phẩm và nó lót ra cái chi phí ban đầu đã khai báo. Thì bây giờ mình sẽ nhập cái số lượng mà mình cần bán cho học viên. Số 1, số lượng học phẩm là 1 ha. Rồi sau đó mình sẽ lưu lại. Rồi sau khi lưu lại thì hệ thống sẽ lót cái số tiền mình đã khai báo ban đầu trên này. Rồi giờ sau đó mình sẽ chọn các cái khoản mình cần phải khai báo. Rồi, và đây sẽ là số tiền thực thu của mình, và mình sẽ lưu vào đó. Thì đó là một quy trình của mua thiết bị cho một thông tin học viên. Rồi, thì ở đây xin ra một cái phiếu thiết bị, ngày thu là ngày 13 và số tiền là bao nhiêu. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn phiếu thu để mình có mình xuất một phiếu thu ở trên này luôn. Rồi, thì mỗi phiếu thu nó sẽ thể hiện là người thu tiền bao nhiêu và số tiền như thế này. Thì đây là cái mẫu để mình có thể điều hòa cho thông tin của khách hàng. Thì ngoài ra, ngoài về việc mua học phẩm thì mình cũng có cái chức năng tặng học phẩm cho học viên. Thì từ đây mình có thể tặng hoặc là miễn phí cung cấp cho các học viên của mình. Thì quy trình cũng giống như chúng ta mua, thì ở đây mình sẽ chọn các cái loại kho theo các cái kho mình đã khai báo, thì nó sẽ đốt ra các cái học phẩm đi kèm của mình. Đấy, thì đó là cách mà chúng ta sẽ tặng học phẩm cho các học viên. Sau khi tặng hoặc là bán thông tin các
ta sẽ quản lý được các báo cáo xuất nhập tồn trong tháng của mỗi kho để mình đang quản lý. Thì anh em nó sẽ quản lý được cái số lượng đầu kỳ, số lượng xuất trong kỳ, thì từ đó nó sẽ thống kê được cái phần tồn trong kho của mình, để nó sẽ thống kê được các cái danh sách mình đã khai báo ở trên này. Đấy, thì đó là những cái quy trình cơ bản của việc cấp phát kho thiết bị của phần mềm của VnExport. Thì chi tiết hơn thì các chị sẽ tham khảo thêm trên các tài liệu hướng dẫn sử dụng của VnExport. Cảm ơn các chị đã tham gia và theo dõi video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.